Xin chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Cái đầu của mình nó cũng giống như là một cái khách sạn, và những người khách thì cũng giống như là những cái thông tin ở ngoài xã hội. Mình đâu có cho khách tới khách sạn mình ở mà không tốn tiền đâu, miễn phí đâu. Mà tại sao mình cho những cái thông tin nó vô trong đầu mình một cách thoải mái? Người ta thông tin mà vô trong đầu của mình á, có nghĩa là người ta đang ở đó mà người ta không có có trả tiền tiền nhà. Bạn cứ nghĩ xem, nhìn lại thử. Cái đầu của mình cũng giống như một cái nhà. Mình thông tin thì cũng giống như là khách hàng, đúng không? Khách hàng. Mình có cho cái người khách hàng nào vô cái khách sạn của mình ở không tốn tiền không? Nhưng mà tại sao mình cho thông tin nó vô trong đầu mình, nó nằm trong đó? Nó nằm trong đó, nó cũng giống như nó vô trong khách sạn mình, nó mướn cái phòng này, phòng nọ. Nó ở đó, nó ăn, nó uống, nó nhậu nhẹt, nhưng mà nó không trả tiền. Thì cho thông tin vô trong đầu của bạn mà thông tin nó không, nó gọi là không có giúp bạn phát triển hàng ngày. Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn, làm cho bạn khôn hơn, làm cho bạn trở thành một người tốt hơn ngày hôm qua, thì bạn nên nghĩ lại. Bởi bạn cho nó vô có nghĩa là nó vô, có nghĩa là nó ở trong cái đầu của bạn, nhưng mà nó không có trả phí nào hết đó. Mỗi con người nó có một bộ não rõ ràng, ai cũng biết, và nó dữ liệu được bao nhiêu đó, đúng không? Suốt ngày bạn cứ lướt điện thoại, cho thông tin vô một cách mờ ám, không suy nghĩ. Không suy nghĩ. Mở màn xã hội ra là toàn là gì đó, đụng xe, ăn cướp, ăn trộm, đánh lộn, karaoke, những thứ khác trong xã hội mà nó đen tối nhất, thì bạn cứ cho nó vô. Và 5 năm sau bạn nói là bạn muốn trở thành ông này bà nọ, một người có chữ nghĩa, một người có tiếng nói trong xã hội, một người thành công. Bạn trồng cái cây đó mà bạn cho nó vô đó, bạn trồng trong cái đầu của bạn như thế mà tại sao mà bạn đòi hỏi hơn được? Cái gì mà bạn nghĩ nó hàng ngày nhiều nhất thì bạn sẽ trở thành cái đó. Đơn giản là vậy. Bạn tập trung vô tài chính thì bạn sẽ trở thành người giàu có. Bạn tập trung vô cá độ đá banh thì bạn sẽ đi bộ đội. Đơn giản là vậy. Bạn nên suy nghĩ lại những gì bạn đang làm. Xin chào.